Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình. Video hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách là đổi cái điểm của Viettel sang số tiền hoặc là sang phút gọi, sang SMS để mình nhắn tin. Thì đầu tiên là mình vào cái ứng dụng MyViettel. Đây là giao diện chính của MyViettel. Thì các bạn nhìn thấy cái chỗ mà Viettel cộng có trái tim ở giữa nhé. Thì các bạn vào đây xem số điểm mình. Đây chẳng hạn như chỗ mình, số điểm của mình là nó ghi 8.649 điểm ấy. Thì các bạn nhìn bên dưới có chỗ đổi quà. Đây, các bạn vào chỗ đổi quà. Nó ra giao diện này thì cái đầu tiên này nhé. Cái đầu tiên thì là mình vào nó là đổi sang tiền đấy. Thì đây nó ghi đây, các mệnh giá đổi điểm sang tiền đều ghi hết đây. 50 điểm thì được 50.000, 100 điểm thì được 100.000, 150 điểm thì được 150.000 và 200.000 điểm thì được 200.000. Đấy là cái đổi sang tiền các bạn nhé. Còn các bạn là quay lại vào chỗ mà đổi sang data này, tức là đổi data là đổi sang những cái dữ liệu mình vào mạng ấy, data truy cập mạng ấy, thì nó có ghi thông số đây, ví dụ như là 1.000 điểm được 200 mb, 3.000 điểm được 600 mb và 2.000 điểm được 400 mb, 4.000 điểm được 800 mb. Rồi mình quay sang chỗ đổi sang SMS để mình nhắn tin. SMS thì lại cực rẻ, các bạn đổi 500 điểm được 50 tin nhắn, 1.500 điểm được 150 tin nhắn, 1.000 điểm thì được 100 tin nhắn và 2.000 điểm thì được 200 tin nhắn. Rồi mình quay lại đây các bạn nhé. Đây là đổi ứng phút gọi các bạn nhé, ứng phút gọi này. Phút gọi thì nó có ghi là 500 điểm thì được 5 phút, 1.500 điểm thì được 15 phút và 1.000 điểm thì được 10 phút, 2.000 điểm thì được 20 phút. Đấy, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách mà đổi cái điểm của Viettel sang tiền hoặc là sang data hoặc là sang SMS và sang phút gọi. Thì các bạn chỉ việc truy cập vào ứng dụng MyViettel và các bạn thực hiện theo các bước của mình chỉ, vào cái chỗ Viettel cộng trái tim đi và làm vào các bước mình chỉ là các bạn hoàn toàn đổi cái số điểm này sang những cái mà các bạn muốn đổi, như là tiền hay là data hay là SMS hay là phút gọi. Thì video mình làm đây xin được kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Xin cảm ơn.